Truyện Nàng Tiên Ốc. Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ nọ, có một bà lão tuổi cũng đã cao và vô cùng nghèo khó. Trông bà rất gầy gò ốm yếu, nét mặt bà nhăn nhúm và đượm một vẻ buồn phiền. Bà sống một mình trong một chiếc lều nhỏ rách nát, chỉ đủ che mưa che nắng chứ không che được những cơn gió rét của mùa đông. Bà không có con, không có cháu bên cạnh mình để đỡ đần và chăm sóc những lúc ốm đau. Ngày qua ngày, bà phải ra đồng mò từng con cua, bắt từng con ốc nhỏ để đổi lấy tiền mua gạo sinh sống qua ngày. Rồi một hôm, trong lúc đang bắt ốc, bà bắt được một con ốc rất đẹp. Con ốc có chiếc vỏ màu xanh ngọc bích. Nó to hơn ngón cái của bà một chút và tỏa ra những ánh sáng lấp lánh rất đẹp dưới ánh mặt trời. Bà vui mừng, nâng niu con ốc trên đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo và đầy vết chai sạm của mình. Bà thấy rất thương ốc nên bà không bán mà đem nó về nuôi trong một chiếc chum nước dựng ở sân nhà. Ngày qua ngày, bà vẫn cặm cụi với công việc của mình. Bà vẫn ra đồng mò cua bắt ốc. Nhưng bà rất đỗi ngạc nhiên khi trở về nhà. Tất cả sân nhà đã sạch sẽ tươm tất. Vườn rau phía sau nhà thì đã sạch cỏ. Cơm nước trên bàn đã nấu tinh tươm. Bà nghĩ mãi, nhưng không thể nghĩ được ai đã giúp mình. Hôm sau, bà vẫn ra đồng như thường lệ. Nhưng lần này, giữa buổi thì bà quay trở về nhà. Về tới cổng, bà rón rén bước tới, nép sau cánh cửa để xem ai giúp bà hôm qua. Bà thấy từ trong chiếc chum nước bước ra một cô gái xinh đẹp. Làn da cô trắng hồng, đôi mắt to đen như mắt bồ câu ẩn dưới hai hàng mi cong vút. Mái tóc cô đen một màu đen ánh và dài ống ả. Cô khoác trên mình một chiếc áo màu xanh ngọc bích. Dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng cô vẫn làm việc nhà một cách thoăn thoắt. Cô dọn dẹp nhà cửa, quét sân, nhổ cỏ sau vườn. Khi công việc vườn tược xong xuôi, cô lại đông gạo nấu cơm cho bà lão. Đến lúc này thì bà lão đã nhận ra tất cả. Thì ra đó là một nàng tiên ốc. Bà nhẹ nhàng bước tới chiếc chum, lấy chiếc vỏ ốc rồi đập vỡ. Nghe thấy tiếng động, cô gái vội vàng quay lại chiếc chum để chui vào chiếc vỏ ốc, nhưng đã quá muộn. Bà lão chạy tới ôm lấy cô và nói: "Con gái, hãy ở lại đây với mẹ." Thế là từ đó trở đi, bà lão và cô gái sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Câu chuyện Nàng Tiên Ốc kể về một bà lão nghèo khổ nhưng sống hiền lành và tốt bụng, nên đã được nàng tiên ốc đến giúp đỡ bà. Qua câu chuyện này, chúng ta nhận ra một điều là sống ở đời phải biết yêu thương nhau, quý trọng nhau và giúp đỡ nhau thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Câu chuyện đến đây là hết rồi.
khi những cơn mưa nhẹ nhàng làm mới trái đất và làn gió nhẹ nhẹ lặng lẽ thổi. Những giấc mơ tuyệt vời sẽ đến, mang chúng ta đến với những vùng đất ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Hãy ngủ ngon nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!